Thưa quý vị và các bạn, Giáng sinh bây giờ không chỉ dành riêng cho người theo đạo Công giáo mà đã trở thành ngày để mọi người chia sẻ yêu thương. Dù thời tiết đêm qua không thuận lợi nhưng không vì thế mà ảnh hưởng nhiều đến không khí rộn ràng của mùa Giáng sinh. Tại các nhà thờ vùng cỏ đào đến các tuyến phố, quán cà phê, nhà hàng, khách sạn, rất nhiều người và du khách đã cùng hòa mình vào lễ hội và gửi đến nhau lời chúc an lành hạnh phúc. Sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự. Lễ Giáng sinh năm nay trùng vào dịp nghỉ cuối tuần. Chính vì vậy, tại các tuyến đường của thành phố Huế lại càng trở nên nhộn nhịp hơn. Hàng nghìn người dân đổ xô ra đường để đón một mùa Giáng sinh bên bạn bè và người thân. Tại khu vực nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế nằm trên trục đường chính Nguyễn Huệ, rất đông người dân và các bạn học sinh sinh viên đến đây để tận hưởng không khí đêm Noel. Đây là một không khí rất là an lành ấm áp vì bởi vì ở quê mình là không có cái không khí nhà thơ kiểu Giáng sinh nên mình rất là thích cái không khí ở đây. Càng về đêm, lượng người ở khắp nơi đổ về khu vực nhà thờ chánh tòa Phủ Cam ngày càng đông. Tiết trời se lạnh và có mưa nhưng nhiều người vẫn lựa chọn che dù hay chấp nhận ướt để tham gia cả hoạt động của lễ hội. Đến ở đây thì mọi người đều cũng có một cái sự thiêng liêng nào đó, một sự tôn kính nào đó. Thì cũng với một lời nguyện cầu cho trước tiên là cho gia đình, cho cộng đồng, mọi người được hạnh phúc yên vui với cái và cả đất nước chúng ta cũng được bình yên an lành. Đó là điều mong muốn của mỗi con người. Dẫu rằng bà tôi tin rằng là đấng Chúa thiêng liêng và người mẹ cao cả nào đó trên cao cũng sẽ thấu hiểu được mỗi lòng dân và mỗi con người và để ban phước cho mọi con người giàu ngoài đạo hay trong đạo cũng đều được sự an lành. Không chỉ tại các nhà thờ mà các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng hay quán cà phê đều được trang hoàng lộng lẫy với ánh đèn lung linh sắc màu, nhộn nhịp với những bản nhạc Giáng sinh đã tạo không khí vui tươi ấm áp mừng Noel. Tại khu vực sảnh ngoài trời của các khách sạn, rất đông người dân thành phố Huế đủ mọi lứa tuổi kéo đến đây để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp bên người thân và bạn bè. Mình thấy là cái không khí rất là nhộn nhịp, vui và ai cũng nói chung là mọi người đều chúc nhau là có một cuộc sống, có một cái đó một cái lễ Giáng sinh an lành cho tất cả mọi người. Thì mình cùng với con cái và cả gia đình đi ra ngoài đường, mình muốn là hòa chung vào cái không khí vui vẻ của tất cả mọi người và ghi lại những khoảnh khắc. Noel thì cũng như là một dịp lễ để tất cả các người bạn có thể gặp mặt nhau nói chuyện, cùng giúp nhau những câu hỏi, cùng nhau sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thì thời tiết không quá thuận lợi nhưng mà người dân thành phố Huế vẫn đổ xô ra đường để cùng nhau tận hưởng và đón chào đêm Noel. Và qua đó thì có thể thấy rằng thì Giáng sinh không chỉ đơn thuần là một ngày lễ của tôn giáo mà nó đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa, là một lễ hội dành cho tất cả mọi người. Và Giáng sinh đã thực sự mang đến cho mọi người thật nhiều những niềm vui, những niềm hạnh phúc và giúp cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau cầu chúc một tương lai tốt đẹp hơn.